Chào mừng các bạn đến với thử thách 2024 Next Version, và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập thứ hai của chương trình. Các bạn thân mến, trong tập trước thì chúng ta đã có một cuộc đấu nảy lửa giữa 6 bạn chơi ở bảng A của lượt đấu đầu tiên, với chiến thắng thuộc về bạn Tạ Quốc Hùng đến từ Học viện Thanh niên Việt Nam với số điểm 320. Ngày hôm nay bước vào trận đấu ở bảng B sẽ là 6 người chơi hoàn toàn mới, và họ cũng sẽ ra quân tại thử thách 2024 Next Version trong tập này. Hãy cùng xem họ là ai nhé. Xin mời. Vị trí đầu tiên đó là anh Phạm Trần Gia Bảo, Đại học Văn Hiến, thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí số 2 đó là bạn Đỗ Đình Đông đến từ Đại học Việt Đức, Bình Dương. Anh Phan Minh Hoàng, cựu sinh viên của Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh là người ở vị trí số 3. Vị trí số 4 đó là bạn Nguyễn Đức Thắng đến từ Đại học Xây dựng, Hà Nội. Vị trí số 5 đó là bạn Nguyễn Bảo Hoàng đến từ Đại học Nha Trang, Khánh Hòa. Và cuối cùng đó là bạn Nguyễn Thành Trung, là một người kinh doanh tại tiệm bánh Thành Trung. Và em chào hai anh cũng như là tất cả các bạn đã đến với thử thách 2024 Next Version ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay chắc em sẽ dành cho người lớn tuổi nhất ha. Chào anh Minh Hoàng, cũng phải 4-5 năm rồi chúng ta mới được gặp nhau. Cảm xúc của anh khi bước đến sân chơi này như thế nào ạ? Xin chào MC và xin chào các bạn tham gia chương trình hôm nay. Thì cảm giác của mình thì rất là vui và cũng rất là hồi hộp, không biết rằng là được cho rằng là người lớn tuổi nhất trong đây, nhưng mà không biết là liệu kiến thức của mình có đủ sâu rộng để mà hoàn thành hết sức có thể trong ngày hôm nay không. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ cố gắng hết sức mình, và cũng rất là vui khi được giao lưu và thử tài cùng với tất cả các bạn từ Bắc chí Nam trong ngày hôm nay. Rất cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng. Và bây giờ thì chắc là em sẽ chuyển câu hỏi tiếp theo đến một bộ đôi đi. Nay chúng ta có một bộ đôi đã từng sản xuất một game show được phát trên CG, đó là Đừng Để Tiền Rơi Offersion. Và đó là Đình Đông và Bảo Hoàng. Trước tiên thì tôi sẽ hỏi Đình Đông ha. Câu chuyện về khóa luận tốt nghiệp của ông đến bây giờ như thế nào rồi? Ông thì xin chào khán giả đang xem chương trình, cũng như là chào 5 người chơi còn lại và chào MC. Thì nói chung là cái khóa luận của tôi thì được là vẫn chưa đâu vào đâu cả. Nghĩa là vẫn đang làm cái phần planning lên ý tưởng thôi. Thật ra tôi cũng có chủ đề rồi, nhưng mà đang lên dàn ý các thứ, xong rồi trao đổi với bố tôi, rồi bố với thầy cô nữa. Nên là nói chung là cũng chưa đâu ở đâu cả. Vì cái khóa luận tốt nghiệp thì tôi cũng đang làm khóa luận tốt nghiệp đây. Và cũng phải trao đổi khá là nhiều với bố mẹ tôi, với cán bộ hướng dẫn, như là các anh chị trong nhóm sinh viên làm khóa luận cùng nữa. Thành ra là tôi cũng giống Đông thôi, cũng chưa có nhiều điểm nhấn lắm. Thực ra là làm cái thử thách 2024 này cũng giúp cho tôi phần nào khơi gợi được một chút cái ý tưởng cho mình, bằng cách là sống bằng chính đam mê của mình thôi. Rất cảm ơn chia sẻ của Đình Đông. Bây giờ sẽ là Bảo Hoàng. Mới bước chân vào Đại học Nha Trang, Khánh Hòa, thì không biết là em có những cái điều gì mà em cảm thấy mới mẻ, và có những điều gì em cảm thấy quen thuộc? Dạ, trước hết thì em xin chào tất cả 5 người chơi, là 5 anh lớn. Và em xin chào anh Lê Xuân Dương. Thì khi mà em bước chân vào đại học thì em cảm thấy vừa có mới, vừa có những cái mới, những cái lạ, vừa có những cái quen, những cái cũ. Thì mới lạ ở điểm đó là đi học lần này thì mình sẽ không cần, không, nó khác hoàn toàn so với cấp 3. Em không có một cái cảm giác gì gọi là tí gì gọi là có cấp 3 nữa. Còn cái quen thuộc mà em thấy đó là em vẫn được học ở ngay chính mảnh đất của mình luôn, vẫn được học ngay sát, không đi đâu xa xôi cả, nên là cảm thấy vẫn có chút gì đó thân quen. Nhưng mà em cũng hứa với bản thân là em cố gắng hết sức để ráng cố gắng vượt qua năm nhất đại học cũng như là các năm tiếp theo của Đại học Nha Trang.
Wow, một chàng trai với rất nhiều quyết tâm và rất nhiều hoài bão ở trước mắt. Hy vọng là chặng đường của Bảo Hoàng ở đại học sẽ thật là nhiều thành công và em sẽ vượt qua được những chông gai ở phía trước em. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một người quen của tôi. Chắc hẳn các bạn đã theo dõi chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu Season mùa 2. Thì bạn này trong 7 trận đấu của tôi tại chương trình này thì 6 lần tôi gặp bạn này. Vâng, đó chính là nhà vô địch của Chiếc Nón Kỳ Diệu Season mùa 2, Nguyễn Thành Trung. Chào em. Vâng, xin chào anh, xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thử thách của Dex Show. Dạ vâng. Thành Trung thân mến, em cảm thấy như thế nào về những người cùng chơi trong bảng B ở lượt đấu đầu tiên? Em cảm thấy em gà nhất trong bảng hết. Em cảm thấy em gà nhất trong bảng hết. Em đánh giá cao nhất người chơi nào trong 5 người chơi còn lại? Nếu mà nói về một người, nếu nói về xét về độ khó chịu thì đầu tiên chắc tôi sẽ xét là Đức Thắng này là người thì khó chịu nhất, tại vì ông tệ nhất. Tiếp theo là anh Gia Bảo, xong đến anh Minh Hoàng, ba người này thì cũng khiến em cũng phải dè chừng hơi bị nhiều. Vâng, có vẻ như là bạn có vẻ rất dè chừng anh Bảo, anh Hoàng và Thắng. Nhưng mà Đình Đông và Bảo Hoàng cũng là những đối thủ rất là đáng gờm đấy. Các bạn ấy ở trận pilot của chúng tôi cách đây không lâu thì cũng đã thi đấu khá là hết mình. Và chắc chắn là hai bạn này cũng là người có nhiều kinh nghiệm trong việc được chứng kiến trước luật chơi của chúng tôi. Thực ra luật chơi của chúng tôi thì nó cũng lấy chút cảm hứng từ thử thách 2007 của HTV7. Ngoài ra chúng tôi sẽ biên thêm một số phiên bản cấp tỉnh của Olympia nữa để cho nó mới lạ một chút. Hy vọng là Thành Trung cũng như là những người bạn cùng chơi còn lại sẽ cảm thấy vui vẻ với sự mới mẻ này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một người có lẽ là tôi chưa được gặp, tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại, qua Skype trong một dịp thôi. Anh này đến từ một trường đã từng thi đấu với trường tôi ở giải, cũng là một trong 7 trường thi đấu cùng với trường ngôi trường đại học tôi đã theo học tại môn bóng đá trong nhà vòng chung kết toàn quốc của giải VUG. Đó là anh Gia Bảo đến từ là cựu sinh viên của Đại học Văn Hiến Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Bảo thân mến thì cái cảm giác mà trở thành một người chơi của một chương trình nó có khác gì so với cái việc mà anh được dẫn chương trình của CG Version trước kia không ạ? Ok, cho phép Bảo sẽ không trả lời câu hỏi này ngay. Mà cái thứ nhất là gửi lời chào đến MC cũng như tất cả các bạn. Và cái thứ hai là cho phép tính chính tí xíu, là hiện tại tôi vẫn chưa có tốt nghiệp ra trường, mà hiện tại tôi vẫn có tôi thuộc câu lạc bộ sinh viên. Bảo còn thuộc câu lạc bộ sinh viên mà đang làm khóa luận tốt nghiệp, cũng có nghiên cứu khoa học, cũng đang làm tới cơ sở lý thuyết rồi. Và bây giờ là trả lời câu hỏi của Dương thì nếu như mà các bạn có ở trong làng custom game show đủ lâu thì cũng sẽ biết rằng là xuất thân của Bảo là từ người chơi, và từ người chơi rồi sau đó được đi lên tín nhiệm đi làm MC. Thì nói chung là cái sự khác biệt duy nhất giữa việc mà gọi là chơi với lại làm dẫn chương trình ấy thì là nói, tức là làm người chơi thì nói ít mà làm dẫn chương trình thì nói nhiều. Còn lại mà nếu như mà nói về phải dùng bao nhiêu chất xám hoặc là cảm xúc và như thế nào thì nó cũng là đều như nhau thôi. Chứ không phải nói là làm dẫn chương trình thì là sướng hơn, chứ nhìn nhìn người chơi đau khổ. Bởi vì nếu như các bạn cũng biết là Bảo làm người chơi ở Ai Là Triệu Phú City Version, nó có cái quyền trợ giúp là hỏi người dẫn chương trình, là tôi cũng phải động não, cũng phải đau khổ thôi. Và trong trường hợp mà người chơi mà trả lời sai, hay là hoặc là người chơi có cái cảm giác mà gọi là đi chệch hướng, là coi như tôi đau tim lắm. Cho nên kết luận là như vậy. Khác biệt duy nhất giữa việc làm người chơi và việc làm người dẫn chương trình là làm người chơi là nói ít hơn, còn người dẫn chương trình thì phải nói nhiều hơn, còn lại là như nhau. À, vâng, rất cảm ơn chia sẻ của anh.
Nếu mà nói thì em cũng đã từng là người chơi của Custom Game Show trước kia, cũng rất là nhiều game rồi. Do đó thì cũng tự mày mò, anh em tự mày mò với nhau, học hỏi lẫn nhau. Bây giờ lại đang có những người là đã chuyển sang làm những phiên bản riêng, ví dụ như là Bảo Hoàng với Đình Đông thì làm ở Off Version. Như bạn Trần Công Duy, người dẫn trình của nó CG, bạn ấy cũng có phiên bản riêng trong game show của mình. Rồi những người chơi của chiếc quán hiệu C-Version mùa 2 cũng vậy. Bản thân em cũng thế, em cũng đã có Desk Game Show. Với đây là game show thứ 3 mà em làm. Trước kia là có chiếc nón kỳ diệu Desk Version trong cái dịp Tết vừa rồi. Và ngoài ra còn có Đánh thức giai điệu. Thì đã trải qua được 7 tập và chuẩn bị bước vào bán kết. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải để vòng bán kết này sau khi kết thúc giai đoạn vòng loại của thử thách 2024. Và thực ra là về việc làm host đã cho em rất là nhiều kinh nghiệm. Thứ nhất là trong cái việc thuyết trình, bởi vì em cũng đang là làm khóa luận tốt nghiệp, mà làm khóa luận thì cũng sẽ có một buổi bảo vệ, một buổi thuyết trình. Và cái việc làm host cho một game nó sẽ giúp cho em rất nhiều về khoản này. Và thứ hai là giúp em có cái kỹ năng phản ứng nhanh với những tình huống có thể xảy ra trong trận đấu, trong một tình huống nào đó. Rất cảm ơn anh Bảo của những chia sẻ vừa rồi. Và cuối cùng là một người quen khác của tôi. Anh ấy là một người rất là nhiệt huyết. Và anh ấy có một biệt danh mà ai cũng biết, đó là Thố Kenzang. Thố Kenzang tức là Thắng Kenzo đấy. Xin chào bạn Đức Thắng, đến từ Đẹp Xây Dựng. Chào host Xuân Dương cùng các bạn cùng chơi và khán giả đang xem chương trình thử thách. Đức Thắng rất mến, ngày hôm nay bước vào thử thách 2024 thì em cảm thấy như thế nào? Thật sự là em thấy rất là run, bởi vì là có lẽ đây là lần đầu tiên em chơi một cái game show mà nó có cái format nó không theo bất cứ một chương trình nào em từng biết cả. Thế nên là, và đặc biệt là trong số những người chơi ở đây đã có bạn là đã có kinh nghiệm chơi cái luật này rồi, chơi cái luật của chương trình rồi, cho nên là em lại càng thấy lo hơn là liệu không biết mình có đủ trình để mà đạt điểm cao trong trận đấu hay không. Ở các trận đấu loại này thì chúng ta sẽ không tính đến việc là người nào thắng sẽ đi tiếp ngay, mà chúng ta sẽ tính dựa trên kết quả của các tập để tính điểm trận cho các bạn. Bởi vì là trong 8 tập thì sau 2 tập chúng tôi sẽ lại chia bảng một lần nữa để đảm bảo là các bạn sẽ được gặp nhiều đối thủ khác nhau và sao cho các bạn đủ 4 trận thi đấu. Nếu như ngày hôm nay Đức Thắng không có giành chiến thắng thì bạn cũng sẽ còn 3 cơ hội ở phía trước ở các tập từ tập 3 đến tập 8. Cho nên là hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một trận đấu thật là vui. Rất cảm ơn 6 người chơi với những chia sẻ vừa rồi và chúng ta sẽ cùng bắt đầu chặng hành trình ngày hôm nay. Tập 2, lượt đầu tiên của bảng B trong thử thách 2024 Death Version với phần chơi đầu tiên, khởi động! Chào mừng anh chị em đã đến với vòng thi đầu tiên, khởi động. Ở vòng này nó có 7 câu hỏi. 3 câu đầu tiên là 3 câu 10 điểm. Các câu 4, 5, 6 là các câu có giá trị 20 điểm và câu 7 là 30 điểm. Mỗi người có 10 giây để trả lời mỗi câu hỏi và trả lời bằng máy tính. Trả lời đúng nhận điểm tương ứng, trả lời sai không bị trừ điểm nhưng sẽ bị tính một lần cảnh báo. Nếu bị cảnh báo 3 lần liên tiếp sẽ bị loại khỏi phần thi này. Điểm tối đa là 120 điểm. Chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên, câu hỏi 10 điểm. Câu hỏi số 1 với hệ số 10 điểm như sau. In which country is the Cannes Film Festival held? Germany, England, Canada or France? 10 giây, bắt đầu. Và bây giờ sẽ là câu trả lời của các bạn.
cả 6 người đều có đáp án là 4, đó là France. Và câu hỏi chúng tôi đó là quốc gia nào có liên hoan phim Cannes, và đáp án của chúng tôi đó là Pháp. Đáp án 4, xin chúc mừng mỗi người đã có cho mình 10 điểm đầu tiên. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 2. Đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc Olympic Paris và Paralympic Paris 2024 với tổng cộng bao nhiêu huy chương ở cả hai thế vận hội? 0, 1, 2 hay 3? 10 giây bắt đầu. Sau đây là câu trả lời của các bạn. Bảo Hoàng chọn phương án 1. Anh Gia Bảo, Đức Thắng và Thành Trung là 2. Đình Đông và anh Minh Hoàng lựa chọn phương án 3. Đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc Olympic Paris và Paralympic Paris 2024 với chỉ một huy chương duy nhất ở cả hai đế vận hội. Đó là huy chương của vận động viên Lê Văn Công ở bộ môn cử tạ. Như vậy đáp án 2 là đáp án chính xác trong câu hỏi này, và xin chúc mừng anh Gia Bảo, Đức Thắng và Thành Trung, mỗi người sẽ có được 10 điểm. Như vậy là ba người chơi của chúng ta, Bảo Hoàng, anh Minh Hoàng và Đình Đông, đã bị cảnh báo lần thứ nhất. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 3, câu hỏi cuối cùng trong loạt câu hỏi 10 điểm. Người ta có thể tổng hợp độ dịch chuyển của vật bằng cách nào? Phép cộng thông thường, phép cộng vector, phép nhân vô hướng vector hay phép nhân quãng đường? 10 giây bắt đầu. Câu trả lời của mọi người như sau. Anh Minh Hoàng và Bảo Hoàng có câu trả lời là 2, cả 4 người còn lại là 3. Người ta thường là sẽ tổng hợp độ dịch chuyển của vật bằng quy tắc hình bình hành. Và quy tắc hình bình hành chính là một hệ quả của phép cộng vector. Đáp án 2 là đáp án chính xác trong câu hỏi này. Và xin chúc mừng hai người chơi tên Hoàng đã ghi được 10 điểm. Và như vậy là Đông đã bị cảnh báo lần thứ 2. Nếu như Đông sai câu tiếp theo thì bạn sẽ phải dừng phần chơi khởi động lại. Còn anh Gia Bảo, Đức Thắng và Thành Trung bị cảnh báo lần thứ nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với loạt câu hỏi 20 điểm. Câu hỏi số 4 như sau. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố được ký hiệu bằng chữ cái nào? 1, V, 2, X, 3, Y, 4, Z. 10 giây bắt đầu. Chúng ta xem câu trả lời của các bạn. Thành Trung lựa chọn 2, 5 người còn lại chọn đáp án 4. Số hiệu nguyên tử của một nguyên tố học luôn được ký hiệu bằng chữ cái Z. Đáp án 4 là đáp án chính xác trong câu hỏi này. Và xin chúc mừng anh Gia Bảo, anh Minh Hoàng, Đình Đông, Đức Thắng và Bảo Hoàng, mỗi người ghi được cho mình 20 điểm. Và Thành Trung, bạn bị cảnh báo lần thứ 2. Nếu sai câu tiếp theo, bạn sẽ phải dừng phần thi khởi động. Chúng ta cùng bước sang câu hỏi số 5, câu hỏi 20 điểm. Nhà thơ nào trong tác phẩm của mình đã tự ví mình là tiên trên trời, bị đày xuống hạ giới vì tội ngông? 1. Trần Tế Xương, 2. Tản Đà, 3. Nguyễn Khuyến và 4. Trần Tuấn Khải. 10 giây bắt đầu. Đây là câu trả lời của các bạn.
Anh Gia Bảo, anh Minh Hoàng và Bảo Hoàng lựa chọn 2. Trong khi đó Đình Đông, Đức Thắng và Thành Trung lựa chọn 1. Chi tiết tự nhà thơ ví mình là tiên trên trời bị đày xuống hạ giới vì tội ngông nằm trong bài thơ Hầu Trời của nhà thơ Nguyễn Khắc Hiếu, bút danh là Tản Đà. Đáp án 2 là đáp án chính xác trong câu hỏi này. Xin chúc mừng anh Gia Bảo, anh Minh Hoàng và Bảo Hoàng. Mỗi người có thêm 20 điểm. Yay. Đình Đông và Đức Thắng bị cảnh báo lần 1, Thành Trung bị cảnh báo lần 3. Như vậy, Thành Trung sẽ phải dừng phần khởi động của mình lại. Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi, mà nghe sao không bình thường. Và phần chơi sẽ chỉ còn cho 5 người còn lại. Chúng ta cùng bước sang câu hỏi số 6. Đây là một câu hỏi 20 điểm. Tổng tất cả các ước nguyên dương của một số nguyên tố luôn lớn hơn chính số nguyên tố đó bao nhiêu đơn vị? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Với giây bắt đầu. Câu trả lời của 5 người chơi chúng ta như sau. Đình Đông, anh Minh Hoàng và Đức Thắng lựa chọn 1, Bảo Hoàng 2 và anh Gia Bảo là 3. Chúng ta luôn biết rằng là số nguyên tố chỉ có hai ước nguyên dương là 1 và chính nó. Như vậy, tổng tất cả các ước nguyên dương của số nguyên tố sẽ là số nguyên tố đó cộng với 1. Như vậy là sẽ lớn hơn 1 đơn vị. Đáp án 1 là đáp án chính xác trong câu hỏi này. Và như vậy, xin chúc mừng Đình Đông, anh Minh Hoàng và Đức Thắng. Mỗi người có thêm 20 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi số 7, hệ số 30 điểm. Ngành giao thông vận tải nào chuyên chở hơn một nửa khối lượng luân chuyển hàng hóa trên thế giới? Đường bộ, đường sắt, đường thủy hay đường hàng không? 10 giây bắt đầu. Chúng ta sẽ có trả lời các bạn. Bảo Hoàng 4 và tất cả những người chơi còn lại là 3. Ngành giao thông vận tải đường hàng không cũng rất tiện lợi trong việc luân chuyển hàng hóa trên thế giới. Tuy nhiên, lượng chuyên chở của đường hàng không ít hơn so với ngành giao thông vận tải đường thủy. Ngành giao thông vận tải đường thủy chuyên chở hơn một nửa khối lượng luân chuyển hàng hóa trên thế giới và đáp án của chúng tôi bỏ này đó là đáp án 3. Rất tiếc cho Bảo Hoàng và xin chúc mừng anh Gia Bảo, anh Minh Hoàng, Đình Đông và Đức Thắng, mỗi người có thêm 30 điểm. Và chúng ta đã khép lại phần khởi động với điểm số như sau ạ. Anh Gia Bảo 90 điểm, Đình Đông 80 điểm, anh Minh Hoàng 110 điểm, Đức Thắng 90 điểm, Bảo Hoàng 60 điểm và Thành Trung đang có 20 điểm. Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo ngay bây giờ, phần bức tranh bí ẩn. Sẽ là bức tranh bí ẩn của chúng ta. Chúng ta sẽ có 6 miếng ghép ứng với 6 câu hỏi để dẫn đến một từ chìa khóa. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi từ chìa khóa ngay bây giờ. Các bạn hãy cho biết nội dung của bức ảnh
Đáp án gồm có 7 chữ cái. Và lượt lựa chọn đầu tiên sẽ đến từ anh Gia Bảo. Mời anh lựa chọn ạ. À, để xem coi, Bảo là một người yêu thích ai là chữ phố. Năm nay ai là chữ phố kỷ niệm 20 năm không có số 0 thì chúng ta chọn số 2. Miếng ghép số 2 dành cho anh như sau. Điền vào chỗ trống trong các câu thơ sau. 3 chấm thu trăng dọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung, trích Việt Bắc của Tô Hữu. Anh Bảo sẽ có 15 giây để trả lời bằng miệng. 15 giây bắt đầu. Đêm anh nhắc lại câu trả lời được không ạ? Đêm. Câu trả lời của anh chưa chính xác và mời mọi người bấm chuông Just Bird. 5 giây bắt đầu. Còn anh Minh Hoàng kìa anh. Xin mời anh Minh Hoàng. Câu trả lời của mình là rừng. Đó mới là đáp án chính xác. Rừng thu trang dọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Và với câu trả lời vừa rồi, anh Minh Hoàng sẽ ghi được thêm 10 điểm nữa. Và bây giờ miếng ghép số 2 sẽ hiện ra. Thành Trung. Em. Câu trả lời của em trong bức ảnh này là nhớ rừng ạ. Tại sao là nhớ rừng? Em nhìn quen lắm. Cái này là hình con hổ này. Mà đã rừng rồi, hổ chỉ có nhớ rừng của Thế Lữ thôi. Và đó là đáp án chính xác. Và như vậy là Thành Trung sẽ ghi được 80 điểm. Điểm số của mọi người lúc này như sau ạ. Anh Gia Bảo 90 điểm, Đình Đông 80 điểm, anh Minh Hoàng tiếp tục dẫn đầu với 120 điểm, Đức Thắng 90 điểm, Bảo Hoàng 60 điểm và Thành Trung 100 điểm. Chúng ta đến với phần con số kỳ diệu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với con số kỳ diệu. Ở phần này thì mỗi người sẽ có một lần lựa chọn câu hỏi và tất cả các đáp án của các câu hỏi này đều thuộc tập hợp số tự nhiên. Và sau khi kết thúc 6 câu thì các bạn sẽ có khoảng thời gian để tính tổng đáp là tổng của 6 con số là đáp án của 6 câu hỏi ở trong lượt lựa chọn các bạn. Với một câu trả lời đúng ở trong 6 câu hỏi đầu tiên, nhanh nhất được 20 điểm và những người còn lại được 10 điểm. Ở câu thứ 7, trả lời đúng nhanh nhất được 40 điểm, nhanh thứ 2 được 20 điểm và những người còn lại được 10 điểm. Tối đa sẽ có 160 điểm. Nhưng để đến được câu số 7 thì cả 6 câu đầu tiên mỗi câu phải có ít nhất một người trả lời đúng. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn đầu tiên. Xin mời anh Gia Bảo. À, nãy giờ con số 2 đã mang lại. Máy tính không đấy? Sao? Nghe mày có cần máy tính không? Cái gì vậy? Trời. Hỏi cơ máy tính không? Người chơi muốn xin được quyền trợ giúp dùng máy tính. Hỏi cơ máy tính không? Rồi, vâng, anh Bảo anh chọn số mấy ạ? Ok. Nãy số 2 rồi. May quá có số 6. Bởi vì nếu nhớ không nhầm, năm nay là kỷ niệm 26 năm của thương hiệu Huawei Stubby ở Millenia tại cảm hứng cho ai là triệu phú. Và sắp tới cũng sẽ là sinh nhật của Bảo. Bảo chọn số 6. Yeah. Số 6 ạ. Chúng ta cùng đến với câu hỏi ở trong ô số 6. Trong tự nhiên nguyên tử oxy có bao nhiêu đồng vị bền? 15 giây bắt đầu. Ừ.
Sau đây là câu trả lời của 6 người chơi chúng ta. Anh Gia Bảo, Đình Đông và Thành Trung là 2, anh Minh Hoàng, Đức Thắng và Bảo Hoàng là 3. Người trả lời nhanh nhất là anh Minh Hoàng. Cho phép em hỏi anh Minh Hoàng, tại sao lại là 3? Nói thật với mọi người là mình là cậu học sinh, cho phép flex một xíu là mình là cậu học sinh chuyên hóa, nhưng mà không phải lớp 21 mà là lớp 2. Thì theo kiến thức mình nhớ, ngày xưa mình học thì nguyên tử oxy có 3 đặc biệt lên, đó là oxy 16, oxy 17 và oxy 18. Thì mình chọn đáp án là 3. Vâng, không biết là hệ thống hôm nay kiểu gì, anh Hoàng vừa dứt O16, O17, O18, vừa dứt O18 xong nó báo đúng. Tức là nó đúng rồi đấy ạ, đó là 3 đồng vị O16, O17, O18. Và anh Minh Hoàng, Đức Thắng và Bảo Hoàng là những người ghi điểm. Anh Minh Hoàng trả lời nhanh nhất nên ghi được 20 điểm, hai người còn lại được 10 điểm. Và lần lựa chọn tiếp theo ở trong phần con số kỳ diệu sẽ đến từ vị trí của Đình Đông. Mình xin chọn số 2. Số 2. Mừng năm mới, cố gắng mới, tiến bộ mới, chúc Quý Mão là năm nhiều thắng lợi, là những lời Chủ tịch Hồ Chí Minh viết chúc Tết đồng bào và chiến sĩ cả nước vào năm nào? 15 giây bắt đầu. Xin mời câu trả lời của các người chơi. Người trả lời nhanh nhất là Thành Trung 1964, Đức Thắng 1963, anh Minh Hoàng 1961, Bảo Hoàng 1943, Gia Bảo 1968 và Đình Đông là 1964. Chúng ta cùng xem lại câu hỏi. Mừng năm mới, cố gắng mới, tiến bộ mới, chúc Quý Mão là năm nhiều thắng lợi. Quý Mão ở đây, chúng ta còn nhớ năm Quý Mão gần nhất là năm 2023. Và năm Quý Mão trước đó chúng ta phải trừ 60, đó là 1963. Xin chúc mừng Đức Thắng, bạn là người duy nhất có được 20 điểm. Và xin chúc mừng Đức Thắng với câu trả lời vừa rồi. Và chúng ta sẽ đến với lượt lựa chọn tiếp theo, và em xin mời anh Minh Hoàng ạ. Mình xin chọn ô số 4. Ô số 4, câu hỏi như sau. Những âm có tần số dưới bao nhiêu Hz thì được gọi là hạ âm? Câu trả lời các bạn như sau. Người nhanh nhất là Thành Trung với câu trả lời là 20. Đó cũng là suy nghĩ của Đình Đông, anh Minh Hoàng và Bảo Hoàng. Anh Gia Bảo là 30 và Đức Thắng là 12. Những âm có tần số dưới 20 Hz thì được gọi là hạ âm. Và 20 chính là đáp án câu hỏi này. Thành Trung là người nhanh nhất và ghi được 20 điểm. Anh Minh Hoàng, Đình Đông và Bảo Hoàng mỗi người có thêm 10 điểm. Và lượt lựa chọn tiếp theo ở trong vòng con số kỳ diệu này, xin mời Đức Thắng. Ai dạ, mọi người toàn trở lại cho con số lẻ này. Thế nên là chúng ta cứ lấy số 4 lấy mất rồi. Cho em lấy số 1 luôn đi. Số 1. Câu hỏi số 1 như sau. Trong bài kiểm tra sẽ có bao nhiêu câu hỏi nếu như bạn trả lời sai 10 câu trong bài kiểm tra đó và điểm của bạn đạt được bằng 60% số điểm tối đa của bài kiểm tra? 15 giây bắt đầu.
phần 10. Câu trả lời của các bạn như sau. Người nhanh nhất là Bảo Hoàng 6, anh Minh Hoàng và Đức Thắng là 25, Gia Bảo là 50. Anh Gia Bảo là 50, Thành Trung là 30, Đình Đông không có câu trả lời. Chúng ta có thể nhận thấy là trong bài kiểm tra thì bạn trả lời sai 10 câu, tức là bạn đã sai 40% bài kiểm tra đó. Vì vậy chúng ta chỉ cần lấy 10 chia cho 40% thì đáp án của chúng tôi ở trong câu hỏi này đó chính là 25 câu, đáp án chính xác của anh Minh Hoàng và Đức Thắng. Anh Minh Hoàng trả lời nhanh hơn nên anh sẽ ghi được 20 điểm, Đức Thắng có thêm 10 điểm. Và thêm một con số nữa đã được lưu vào bộ nhớ của mọi người. Bây giờ sẽ là lượt lựa chọn của Bảo Hoàng. Em xin chọn số 5. Số 5. Trong bài ca dao nói ngược, Hùm nằm cho lợn liếm lông một chục quả hồng nuốt lão ba chấm. Con số nào còn thiếu trong dấu ba chấm? 15 giây bắt đầu. Bạn anh từng nói này. Thêm 15 giây. Bạn này anh từng nói. Câu trả lời của cả 6 người chơi sau. Anh Minh Hoàng là người nhanh nhất với câu trả lời là 80, Đức Thắng 80, anh Gia Bảo và Bảo Hoàng là 3, Đình Đông là 60, Thành Trung là 45. Vâng, trong bài ca dao nói ngược chúng ta có những câu như sau. Bao giờ cho đến tháng 3, ếch cắn cổ rắn, tha ra ngoài đồng, Hùm nằm cho lợn liếm lông, một chục quả hồng nuốt lão, 80. Đó là câu trả lời của anh Minh Hoàng và Đức Thắng. Anh Minh Hoàng là người nhanh hơn nên anh sẽ có được 20 điểm và Đức Thắng sẽ có thêm 10 điểm. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 3, câu hỏi cuối cùng trong 6 câu hỏi đầu tiên. Lần đầu tiên thể thao Việt Nam có huy chương tại Thế vận hội Olympic là vào năm nào? Xin mời câu trả lời của 6 người chơi chúng ta. Bảo Hoàng 2016, anh Minh Hoàng 1980, Thành Trung là 50. Là anh không có. Em nghĩ không có nhưng mà em thấy hơi bù mũi là ma quá. Thôi bỏ mẹ đi. Thắng 1977 và Đình Đông 1990. Lần đầu tiên thể thao Việt Nam có huy chương tại Thế vận hội Olympic. Đó là kỳ Olympic được tổ chức tại Sydney, Australia và vận động viên đã giành được tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại Thế vận Olympic đó là vận động viên Trần Hiếu Ngân. Và kỳ Olympic được tổ chức tại Sydney đấy được diễn ra vào năm 2000. Xin chúc mừng anh Gia Bảo, anh là người duy nhất có được 20 điểm ở câu hỏi này. Và bây giờ chúng ta bước sang câu số 7. Tính tổng của 6 con số là các đáp án của các câu hỏi trên. Thời gian bắt đầu. Đấy. Cái trai là bấm trước hiệu lệnh. Chuyện bình thường. Trong xem câu trả lời của các bạn ạ. Đức Thắng và anh Gia Bảo không có đáp án. Bốn người còn lại là 4091. Người nhanh nhất là Thành Trung. Tiếp theo đó là anh Minh Hoàng, Bảo Hoàng và Đình Đông. Chúng ta cùng điểm lại đáp án của 6 câu hỏi ở trong phần chơi vừa rồi. Ở trong phần con số kỳ diệu, ở câu hỏi về bài kiểm tra sai 10 câu và chỉ đạt được 60% điểm là 25. Câu hỏi về thư chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vào năm 1963. Câu hỏi về vận động viên Trần Hiếu Ngân
người giành huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại Olympic là vào năm 2000. Những âm có tần số dưới 20 Hz gọi là hạ âm. Trong bài ca dao nói ngược thì đáp án là 80 và trong tự nhiên nguyên tử oxy có 3 độ bền. Chúng ta kết quả là 25 cộng 1963 cộng 2000 cộng 20 cộng 80 cộng 3 bằng 4091. Xin chúc mừng. Và với câu trả lời này thì xin chúc mừng Thành Trung có thêm 40 điểm, anh Minh Hoàng có thêm 20 điểm, Đình Đông và Bảo Hoàng mỗi người có thêm 10 điểm. Điểm số của chúng ta sau 3 phần chơi như sau: anh Gia Bảo 110 điểm, Đình Đông 100 điểm, anh Minh Hoàng 210 điểm, Thắng 140 điểm, Bảo Hoàng 40 điểm và Thành Trung 160 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào vòng cuối cùng, chinh phục thử thách. Chúng ta sẽ bắt đầu phần chinh phục thử thách. Có 12 ô ứng với 12 câu hỏi và chúng tôi sắp xếp ngẫu nhiên mốc điểm trong khoảng từ 10 đến 40. Và các bạn sẽ có cơ hội được cược điểm một lần duy nhất trong phần thi này và cược điểm ở bất kỳ câu nào. Chúng ta sẽ chỉ trải qua 8 câu trong 12 câu này thôi. Với lượt lựa chọn đầu tiên là cả 6 người cùng chọn và sau lượt đầu tiên thì hai người có điểm cao nhất sẽ được chọn ở lượt thứ hai. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với anh Gia Bảo. Anh sẽ chọn ô số mấy ạ? Bây giờ tới đây hơi khổ nha. Số 2 rồi, số 6 rồi. À, may quá, sinh nhật của Bảo ngày 27, chọn số 7. Số 7. Trước khi bước vào số 7, em muốn hỏi mọi người có ai muốn cược điểm ở câu hỏi này không? Không ạ. Không. Tất cả đều không cược điểm và chúng ta cùng xem ô số 7 là câu hỏi bao nhiêu điểm. Đây là một câu hỏi 10 điểm. Trong một đường thẳng, quan hệ giữa vector phát tuyến của đường thẳng đó và vector chỉ phương của nó là gì? Đây là một vị trí tương đối. 20 giây bắt đầu. Sau đây là câu trả lời của các người chơi. Đình Đông trùng nhau, anh Minh Hoàng, Đức Thắng, Bảo Hoàng là vuông góc. Anh Gia Bảo và Thành Trung cũng có đáp án. Trước tiên xin khẳng định là anh Gia Bảo sẽ bị trừ điểm vì đây là câu hỏi do anh lựa chọn. Vì là câu hỏi 10 điểm nên anh sẽ bị trừ 10 điểm. Và Thành Trung sẽ không bị trừ điểm. Đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này như sau: trong một đường thẳng, quan hệ giữa hai thành phần của đường thẳng đó là vector phát tuyến và vector chỉ phương, đó là quan hệ vuông góc với nhau và vuông góc cũng được chấp nhận. Với câu trả lời vừa rồi, anh Gia Bảo bị trừ 10 điểm, Đình Đông do trả lời sai, Thành Trung do không có câu trả lời, nhưng đây không phải là câu hỏi do hai người lựa chọn nên hai người sẽ không bị trừ điểm. Ba người chơi còn lại, anh Minh Hoàng, Đức Thắng và Bảo Hoàng mỗi người sẽ có thêm 10 điểm. Lượt lựa chọn tiếp theo, xin mời Đình Đông. Mình chọn số 9. Câu hỏi số 9, có ai muốn cược điểm không ạ?
nếu không ai có ý kiến gì tức là không cực điểm, và chúng ta xem ô số 9 sẽ là gì ạ. Đây tiếp tục là một câu hỏi 10 điểm. Beatlemania là cụm từ chỉ sự hâm mộ cuồng nhiệt của dư luận với ban nhạc nào đến từ Liverpool, Anh, những năm 60 của thế kỷ trước? Câu trả lời của các người chơi là cả 6 người cũng có câu trả lời là The Beatles. Và tất nhiên rồi, Beatlemania chính là cụm từ chỉ xưa mộ cuồng nhiệt của dư luận với nhóm nhạc The Beatles, một trong những nhóm nhạc nổi tiếng của thế giới ở thế kỷ trước. Và xin chúc mừng tất cả các người chơi, mỗi người sẽ có thêm cho mình 10 điểm. Anh Minh Hoàng, anh đang có 230 điểm và tạm dẫn đầu. Lựa chọn của anh sẽ là số mấy ạ? Anh xin chọn số 12. Ô cuối cùng, ô 12. Có ai cực điểm không ạ? Em có cực điểm. Ai ạ? Là em. Đức Thắng đúng không? Dạ. Như vậy là Đức Thắng đã quyết định cực điểm ở câu hỏi này. Ô số 12 có điểm số là 20 điểm. Trong các chất CO2, H2O, ATP có bao nhiêu chất là sản phẩm của hô hấp hiếu khí? Và chúng ta cùng xem câu trả lời của tất cả những người chơi. Anh Gia Bảo 3, 5 người chơi còn lại 2. Đây là một câu hỏi rất quan trọng đối với Đức Thắng. Vì nếu như em trả lời sai, em sẽ bị trừ 30 điểm. Nhưng nếu trả lời đúng, em sẽ có được 40 điểm. Chúng ta có thể thấy đó là phân giải hô hấp hiếu khí, hay gọi là phân giải hiếu khí, được thực hiện trong điều kiện là trong tế bào có oxy, bao gồm hai giai đoạn. Đó là quá trình đường phân diễn ra trong tế bào chất và quá trình hô hấp hiếu khí, bao gồm chu trình Krebs diễn ra trong chất nền ti thể và chuỗi truyền electron hô hấp diễn ra ở màng trong ti thể. Sản phẩm của phân giải hiếu khí bao gồm CO2, H2O và từ 36 đến 38 ATP. Như vậy, cả ba chất nói trên đều là sản phẩm của hô hấp hiếu khí. Đó là câu trả lời của anh Gia Bảo. Xin chúc mừng anh Gia Bảo, anh có thêm 20 điểm với việc trả lời sai câu hỏi do mình lựa chọn. Và đây là câu hỏi 20 điểm nên anh Minh Hoàng bị trừ 10 điểm. Với việc đặt cược nhưng trả lời sai, Đức Thắng sẽ bị trừ 30 điểm. Đình Đông, Bảo Hoàng và Thành Trung trả lời sai nhưng đây không phải là câu hỏi do các bạn lựa chọn nên các bạn sẽ không bị trừ điểm. Lượt lựa chọn tiếp theo sẽ là lượt của Đức Thắng. Và sao vừa rồi đã đau quá. Thế nên em nghĩ là nếu có đen đen luôn thế thì em lấy số tử số 4. Số 4. Trong 5 người chơi còn lại ai muốn cực điểm ạ? Không ai chọn cực điểm và bây giờ sẽ là ô số 4. Một câu hỏi 30 điểm. Chúng ta xem câu hỏi 30 điểm này có nội dung như thế nào. Ngày 4 tháng 11 năm 1957, Đại hội đồng Hiệp hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ công nhận Hội Hồng Thập Tự Việt Nam là thành viên của phong trào Chữ Thập Đỏ quốc tế tại thành phố nào? Bây giờ là câu trả lời của các người chơi. Đình Đông không có đáp án. Anh Gia Bảo là Geneva, Minh Hoàng là Bern, Đức Thắng là New Delhi, Bảo Hoàng là Hà Nội, Thành Trung là Hải Phòng.
Vào ngày 4 tháng 11 năm 1957, Đại hội Đồng hiệp Hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ đã họp tại thành phố New Delhi, Ấn Độ để công nhận Hội Hồng Thập Tự Việt Nam là thành viên của phong trào Chữ Thập Đỏ quốc tế. Và đó là câu trả lời của Đức Thắng. Xin chúc mừng Đức Thắng, em giành lại 30 điểm. Và các người chơi còn lại do đã trả lời sai hoặc không có đáp án, nhưng đây không phải là lượt lựa chọn của mọi người, nên mọi người sẽ không bị trừ điểm. Lượt lựa chọn tiếp theo, xin mời Bảo Hoàng. Em xin chọn số 8. Có ai cộng điểm ở câu số 8 không ạ? Không có ai cộng điểm. Và bây giờ sẽ là câu số 8. Một câu hỏi 30 điểm. Cho một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu ta viết thêm số 21 vào bên trái số đó, ta được số mới gấp 31 lần số cần tìm. Tính tổng của số đó với tổng các chữ số của số đó. Hết thời gian. Sau đây là câu trả lời của các người chơi. Anh Gia Bảo và Thành Trung có đáp án. Đình Đông là 11, anh Minh Hoàng là 2180, Đức Thắng là 2240, Bảo Hoàng là 2021. Cho số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu ta viết thêm 21, số 21 ở bên trái số đó, ta được số mới gấp 31 lần số cần tìm. Như vậy là số đó cộng với 2100 sẽ bằng 31 lần của số đó. Như vậy 2100 chính là 30 lần của số tự nhiên có hai chữ số nói trên. Như vậy số tự nhiên cần tìm là 70. Tổng các chữ số của số 70 là 7. Cho nên tổng mà chúng tôi cần tìm ở đây là 77. Rất tiếc là không có người chơi nào giành được điểm ở câu hỏi này. Hiểu nhầm câu hỏi, trời ơi. Như vậy là với việc trả lời sai câu hỏi do mình lựa chọn, và đây là còi 30 điểm, nên Bảo Hoàng sẽ bị trừ 20 điểm. 5 người chơi còn lại, đây không phải là lựa chọn của mọi người, cho nên là mọi người sẽ không bị trừ điểm. Lựa chọn tiếp theo, xin mời Thành Trung. Em nghĩ thế này đi, với tình trạng thế này, em sẽ chọn, em xin sử dụng quyền cược điểm em bây giờ. Cược điểm. Và câu hỏi em lựa chọn là câu hỏi số mấy? Em chọn câu số 1. Và 4 người chơi còn lại có ai cược điểm không ạ? Ngoại trừ bạn Đức Thắng, 4 người chơi còn lại có ai cược điểm không ạ? Không có ai cược điểm ngoại trừ Thành Trung. Và bây giờ sẽ là câu hỏi 10 điểm. Nếu Thành Trung trả lời đúng em sẽ được 20 điểm, nhưng nếu sai em sẽ bị trừ 30 điểm. Câu hỏi như sau. Do tác dụng của lực nào mà khi rơi tự do, vật ở bắc bán cầu bị lệch về hướng đông? Sau đây là câu trả lời của các người chơi. Đình Đông không có đáp án. Ra anh Sa Bảo. Anh Sa Bảo trả lời là lực tự quay trái đất. Anh Minh Hoàng Coriolis. Đức Thắng trọng lực. Bảo Hoàng Coriolis. Thành Trung lực Coriolis. Do tác dụng của lực Coriolis mà khi rơi tự do, vật ở bắc bán cầu lại bị lệch về hướng đông. Và đáp án đó là lực Coriolis. Tuy nhiên, hãy nhìn vào những câu trả lời này. Trước hết thì anh Gia Bảo, Đức Thắng và Đình Đông không ghi được điểm ở câu hỏi này. Và chúng tôi anh sẽ ơi, chỉ không cần chấp phải nhận thế này đâu. Câu trả lời của anh Minh Hoàng và Bảo Hoàng. Vì đây là anh Minh Hoàng thì trả lời bằng trả lời đúng theo tên tiếng Anh, viết tiếng Anh, và Bảo Hoàng viết phiên âm đúng chính tả. Thành Trung, mặc dù anh hiểu là em đã trả lời đúng, nhưng Coriolis này em ghi cách như thế này.
Rất tiếc anh không thể chấp nhận được câu trả lời này. Ở câu hỏi vừa rồi thì anh Gia Bảo, Đình Đông và Đức Thắng là những người đã trả lời sai hoặc không có câu trả lời. Cho nên ba người sẽ không bị trừ điểm do đây không phải là lựa chọn của ba người. Thành Trung trả lời sai chính tả mặc dù câu trả lời của bạn đúng. Và đồng thời bạn đã cộng điểm cho nên bạn sẽ bị trừ 30 điểm. Anh Minh Hoàng và Bảo Hoàng là hai người trả lời đúng, mỗi người có thêm 10 điểm. Hiện tại nhìn điểm số lúc này thì chúng ta có thể thấy hai người cao điểm nhất đó là anh Minh Hoàng và Đức Thắng lần lượt với 230 và 160 điểm. Như vậy đây sẽ là hai người lựa chọn hai câu hỏi cuối cùng của chúng ta. Câu hỏi thứ 7 trong phần chinh phục thử thách sẽ do anh Minh Hoàng lựa chọn. Xin mời anh. Mình xin chọn số 10. Ô số 10. Và cho em hỏi anh Gia Bảo, anh Minh Hoàng, Đình Đông và Bảo Hoàng, có ai muốn cược điểm ở câu này? Không có ai cược điểm. Câu hỏi số 10 của chúng ta sẽ là một câu hỏi 10 điểm. Chia một tờ giấy A0 thành 4 phần bằng nhau và có tỷ lệ chiều dài chiều rộng không đổi. Ta được tờ giấy nào? Rất cảm ơn chia sẻ của mọi người ở câu hỏi vừa rồi. Và chúng ta đang ở câu hỏi 10 điểm do lượt lựa chọn của anh Minh Hoàng. Và hãy cùng xem những người bạn của chúng ta đã trả lời như thế nào trong câu hỏi vừa rồi. Anh Gia Bảo A4, Đình Đông A1, anh Minh Hoàng A2. Đó là suy nghĩ của Thành Trung, Đức Thắng A6, Bảo Hoàng A3. Chúng ta chia một tờ giấy A0 thành 4 phần bằng nhau và có tỷ lệ chiều dài chiều rộng không đổi. Như vậy là chúng ta sẽ phải gấp theo chiều dài, sau đó lại gấp đôi theo chiều rộng. Và 4 phần bằng nhau đấy thì một phần sẽ là tờ giấy A2. Đáp án A2 là chính xác. Và như vậy là anh Minh Hoàng và Thành Trung mỗi người có thêm 10 điểm. 4 người còn lại, đây không phải là lựa chọn của mọi người nên sẽ không bị trừ điểm. Và câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay sẽ do Đức Thắng lựa chọn. Xin mời em. Bây giờ em thấy sợ nha. Bởi vì là câu vừa rồi là rất là tiếc. Bởi vì em không đọc kỹ đề bài. Nhìn thành A4. Bây giờ còn áp lực hơn khi em là người chọn câu hỏi cuối cùng. Mà bây giờ vớ phải câu khó mà em không trả lời được thì em lại mất luôn vị trí nhì. Ở dưới, hàng dưới thì còn ô số 11. Nhưng mà thôi. Bên trên thấy mọi người chọn ít quá. Thế em lấy số 3. Có ai cược điểm ở câu số 3 không ạ? Vâng, không ai cược điểm và chúng ta cùng xem câu số 3 sẽ là bao nhiêu điểm đây? Thắng nghĩ là bao nhiêu? Em là con số nào cũng được, đừng có 40 được. Sợ lắm à. Đừng 40 được. Vậy thì anh sẽ mở ngay đây. 40 điểm. Bình thường thôi. Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi. Mà nghe sao không bình thường. Đúng con số em không muốn. Holy shit. Đồng minh Nhật A. Câu hỏi 40 điểm này có nội dung như sau. Holy shit. Ở trạng thái cơ bản của nguyên tử hoặc ion, các electron lấp đầy orbital nguyên tử ở mức năng lượng từ thấp đến cao là nội dung của quy tắc nguyên lý nào? Ok, và bây giờ chúng ta đến với câu trả lời của các người chơi.
Anh Minh Hoàng Klekowski, Đức Thắng, Hu Hu. Đức Thắng không có đáp án. Bảo Hoàng là Bảo Hoàng Electron. What the fuck? Ở trạng thái cơ bản của nguyên tử khí ion, các electron lấp đầy orbital nguyên tử ở mức năng lượng từ thấp đến cao. Đó là nội dung của nguyên lý bền vững. Và nguyên lý này cũng là một, và hay nói cách khác đó là một quy tắc. Klekowski! Chúc mừng anh Minh Hoàng. Vâng, lợi thế là một học sinh chuyên hóa, cựu học sinh chuyên hóa của trường chuyên Lê Quý Đôn Vũng Tàu đã giúp anh có được 40 điểm. Và rất tiếc Đức Thắng sẽ bị trừ 20 điểm. Chúng ta có kết quả chung cuộc như sau ạ. Anh làm gì có anh. Anh Gia Bảo 130 điểm. Bình Đông 110 điểm. Anh Minh Hoàng 280 điểm. Đức Thắng 140 điểm. Bảo Hoàng 100 điểm. Và Trung 150 điểm. Chúc mừng tất cả 6 người chơi. Vâng, và như vậy với kết quả này, chúc mừng anh Minh Hoàng, anh sẽ có 4 điểm trận với việc là người chiến thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Thành Trung. Vâng, châu bò đánh nhau rồi mũi hưởng cả, thế là Thành Trung lại được 3 điểm. Đức Thắng có được 2 điểm, anh Gia Bảo có được 1 điểm và rất tiếc Bình Dương và Bảo Hoàng chưa có điểm trận ở trong ngày hôm nay. Tuy nhiên không sao cả. Tất cả mọi người tất cả mọi người chúng ta đã có một trận đấu thật là tuyệt vời rồi. Và với quý vị khán giả, quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình. Bởi vì ngay sau đây chúng tôi sẽ đến với phần bốc thăm chia bảng ở lượt trận thứ 2 của thử thách 2024 Death Version. Vâng, chào các bạn đã quay trở lại với chương trình thử thách 2024 Death Version. Và vừa rồi cái đấy ít phút chúng ta đã được chứng kiến trận thứ nhất của bảng B. Và đây là một cuộc đấu vô cùng nảy lửa. Và sau tất cả thì chúng ta đã tìm ra được người có được 4 điểm trận ở trong trận đấu này, đó là anh Phan Minh Hoàng. Và căn cứ vào số điểm mà các bạn đã ghi được sau khi chúng ta kết thúc lượt đấu đầu tiên, thì chúng ta cũng đã có kết quả về post bốc thăm cho lượt thứ hai. Đầu tiên ra sẽ với post 6. Ở lượt đấu đầu tiên, bạn Nguyễn Văn Anh Trung chưa ghi được điểm và bạn Nguyễn Trương Thái Khang có được cho mình 40 điểm. Hai bạn là những người có số điểm thấp nhất ở lượt đấu đầu tiên. Chính vì vậy hai bạn sẽ được xếp vào post 6. Chúng ta sẽ bắt đầu post 6 ngay bây giờ với về với nuông nuông ngôi kia nuông ngập ngừng.
suối đêm.